Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh cuối mùa thường không mạnh và suy yếu nhanh. Trong đêm qua và ngày hôm nay, không khí lạnh suy yếu dần. Tuy nhiên, do có sự hội tụ gió trên cao của trường gió đông nam mang nhiều nguồn ẩm từ biển thổi vào, nên các tỉnh miền Bắc phổ biến nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù dày, mưa nhỏ, mưa phùn xuất hiện ở nhiều nơi, rải rác cả ngày. Độ ẩm tăng cao, nền nhiệt thấp nhất trong sáng sớm ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc dao động trong khoảng từ 17-21 độ. Khu vực Trung Du, Đồng Bằng cũng như thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 19-23 độ, cảm giác se lạnh. Đến trưa chiều nay, trời giảm mây và khô ráo hơn, nên nhiệt độ tăng lên. Cao nhất ngày ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 26-30 độ, trời ấm áp. Sang tới ngày thứ hai đầu tuần tới, mức nhiệt tăng hơn hẳn với cao nhất ngày dao động trong ngưỡng từ 27-30 độ. Đặc biệt tại phía Tây Bắc Bộ sẽ có điểm lên tới 30-33 độ. Tuy nhiên, dự báo đến ngày 13 tháng 4, Bắc Bộ lại tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu nữa. Do vậy, từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 4, trên khu vực tiếp tục sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đêm qua và sáng nay, dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận, mưa chỉ xuất hiện mang tính chất cục bộ ở một vài nơi. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ sẽ trên đà tăng dần, nên nhiệt độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế ở mức nhiệt cao nhất dao động trong ngưỡng từ 27-31 độ. Vào sâu phía Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của địa hình đón gió nên tình trạng mưa rào nhẹ rải rác vẫn còn xuất hiện ở khu vực ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, nên nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 31-33 độ và trong ngày có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây. Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến miền Nam, nhưng không khí lạnh cũng tạo ra những nhiễu động thời tiết mang đến cho Tây Nguyên và Nam Bộ những cơn mưa giải nhiệt. Trong ngày hôm nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục sẽ có mưa và còn lặp lại vào chiều tối nay. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng với những hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc và gió giật mạnh. Còn về nhiệt độ, ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cũng giảm đáng kể xuống chỉ còn từ 29-33 độ. Ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 32-35 độ. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28-31 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, riêng có mưa vừa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sau có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25-28 độ, phía Nam từ 28-31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ,
nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.